Xin chào mọi người, hôm nay nhà vườn Đạt Trung sẽ giới thiệu cho các bạn một giống cây độc lạ mới, đấy chính là giống cây dâu quả dài Đài Loan. Dâu quả dài Đài Loan có xuất xứ từ Đài Loan, được du nhập, nhập khẩu vào Việt Nam mình cách đây mấy năm rồi. Đây là loại cây cho quả rất ngọt, độ Brix trên 20. Cây ra quả quanh năm, rất sai quả, phù hợp với khí hậu nước ta. Quả dâu Đài Loan dài từ 10 đến 15cm, căng mọng, khi xanh đã có vị ngọt và thơm đặc trưng. Loại dâu này được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm, ăn tươi, làm siro. Hiện tại, nhà vườn Đạt Nhung cung cấp số lượng lớn cây giống dâu quả dài Đài Loan. Cây ghép hoặc chiết trồng khoảng 1 năm là đã cho trái rồi. Ngoài ra, nhà vườn Đạt Nhung còn cung cấp quả giống cây choai, cây đang cho quả, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Cây dâu quả dài cho quả rất sai, khoảng 100kg trên một cây. Cây ra quả rải rác trong năm nhưng vụ chính vẫn là mùa hè. Do vậy, cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế rất là cao. Khu vườn nhà bạn sẽ trở nên đặc biệt hơn khi có một giống cây ăn trái nhập ngoại siêu lạ mắt này. Hãy liên hệ ngay với nhà vườn Đạt Nhung để sở hữu giống cây dâu trái dài Đài Loan này nhé.